đầu tư đến với chương trình cổ phiếu 360 độ của trung tâm tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán VNDirect được diễn ra định kỳ vào 15:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi tên là Hà Giang và bạn thành viên đầu tư hôm nay là bạn Phan Hoàng Trung đến từ phòng kỹ sở công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Và theo như định kỳ, dựa theo ý kiến của khán giả cũng như dựa theo comment của khán giả, chúng tôi sẽ chọn một mã cổ phiếu để đưa ra những luận điểm tích cực và tiêu cực về mã cổ phiếu đấy, với mục đích giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện tích cực, toàn diện hơn về mã cổ phiếu cũng như doanh nghiệp đấy. Và hôm nay chúng tôi chọn doanh nghiệp công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô về mã chứng khoán là HDG. Đầu tiên về tổng quan Hà Đô. Hiện tại thì Hà Đô đang hoạt động trên 3 lĩnh vực chính: bất động sản, năng lượng và xây lắp. Trong đó bất động sản là mảng chính với tỷ trọng trong doanh thu và lợi nhuận chiếm hơn nửa, tiếp sau là năng lượng và xây lắp. Và về cơ cấu cổ đông thì hiện tại cổ đông trong nước đang chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Và hiện tại thì thuyền trưởng chào lái con thuyền của HDG là chủ tịch Nguyễn Trọng Thông. Vậy HDG có phải là doanh nghiệp thích hợp để đầu tư hay không? Chúng tôi sẽ đưa ra 3 luận điểm tích cực và 3 luận điểm tiêu cực về mã cổ phiếu này. Về 3 luận điểm tích cực thì có 3 luận điểm như sau. Thứ nhất, tỷ suất sinh lời vượt trội so với ngành. Thứ hai là top 5 công ty niêm yết có tổng công suất năng lượng tái tạo lớn nhất năm 2021. Và cuối cùng là định giá hấp dẫn. Với luận điểm đầu tiên, tỷ suất sinh lời vượt trội so với ngành. Vậy với luận điểm này thì bạn chuyên bạn có được tiếng gì không? Đầu tiên là em cũng xin chào các quý nhà đầu tư. Thì về cổ phiếu HDG, chị Giang trình bày 3 luận điểm tích cực về cổ phiếu. Thì đầu tiên về sinh lợi vượt trội so với ngành, thì HDG hiện tại là mọi người có thể nhìn thấy slide là cái rất ROE trong 3 năm trở lại đây từ năm 2018 đến 2020 của HDG là khá là ấn tượng, là giao động từ khoảng 26-31% và cao hơn đáng kể so với trung bình ngành. Đây chúng ta tính là ngành bất động sản. Thì giải thích lý do này, chúng ta đã biết rằng là Hà Đô là một nhà phát triển bất động sản có năng lực, có kinh nghiệm. Cái mảng bất động sản doanh nghiệp đó là dự án Hà Đô Sentosa bắt đầu ghi nhận từ năm 2018, thì cái hiệu suất sinh lời của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể, bởi vì do là cái dự án này thì đã được phát triển từ khá là lâu và nên doanh nghiệp có một cái nguồn vốn, tức là cái giá vốn của sản phẩm khá là tốt, bên cạnh cái việc phân phối sản phẩm với chất lượng cao và có giá thành tốt. Do vậy là hiệu suất sinh lời của doanh nghiệp trong giai đoạn này được cải thiện ở mức cao. Bên cạnh đó thì một mảng kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp trong năm gần đây là thủy điện, là mảng năng lượng. Thì mảng này thì chúng ta cũng biết rằng là có cái tỷ suất sinh lời khá tốt, nên do vậy cũng đóng góp phần nào vào cái hiệu suất sinh lời cao của Hà Đô trong năm gần đây. Thì trong phần này thì chị có một câu hỏi muốn hỏi chung, đấy là mình nhìn cái tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của Hà Đô ấy, đang có sự chuyển dịch từ bất động sản sang năng lượng, thì cái mảng năng lượng thì cái cấu trúc cái tài chính nó cũng sẽ khác với mảng bất động sản rồi, thì với việc chuyển đổi từ bất động sản sang năng lượng như thế thì liệu Hà Đô có duy trì được cái tỷ suất sinh lời của mình như hiện nay hay không trong tương lai? Vâng, thì em đã trình bày trên thì cái mảng năng lượng thì có thể sẽ có hiệu suất sinh lời mà nó còn thậm chí là ấn tượng hơn mảng bất động sản của doanh nghiệp, khi mà trong các năm tới thì doanh nghiệp cũng sẽ phát triển những phần còn lại của các dự án cũ cộng thêm các dự án mới, thì khả năng là cái hiệu suất sinh lời nó sẽ thấp hơn các cái dự án như của ngành hàng lớn. Thì sẽ em hy vọng là tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp sẽ ở mức cao trong dài hạn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng là với việc chuyển đổi từ bất động sản sang năng lượng thì có thể kỳ vọng cái tỷ suất sinh lời của Hà Đô thậm chí là nó có thể cao hơn hiện nay đúng không? Vậy thì chúng ta chuyển sang cái luận điểm thứ hai là Hà Đô có khả năng là top 5 công ty niêm yết có tổng công suất năng lượng tái tạo lớn nhất năm 2021. Thì câu chuyện năng lượng tái tạo hiện nay thì là câu chuyện đã rất là hot trên nhiều báo đài, thì với cái luận điểm này thì chung có kiểu gì không? Thì đầu tiên thì trước khi sang mặt năng lượng của Hà Đô thì em điểm qua lại một chút là doanh nghiệp thì xưa nay là cái mảng core là bất động sản và bắt đầu với tỷ trọng của mảng năng lượng ngày càng lớn, và đặc biệt từ năm 2020 và nhiều nhất là sẽ là 2021 thì tỷ trọng đóng góp của mảng này sẽ đóng cái tỷ trọng cao, và đây sẽ là cái mảng mà đóng góp về cái tăng trưởng thu nhập lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp trong vòng 2 năm. Cái em có ước tính cái công suất thiết kế của các cái công doanh nghiệp niêm yết trên đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thì Hà Đô sẽ lọt vào top 5 công ty có cái công suất lớn nhất là khoảng 444 MW ở cuối năm nay, với các cái dự án về thủy điện, điện gió và điện mặt trời. Thì hình ở dưới chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái công suất thiết kế của doanh nghiệp trong năm nay sẽ tăng lên khoảng 444, còn kế hoạch của doanh nghiệp thì là
sẽ bổ sung thêm hơn 100 MW nữa vào các năm tiếp theo ở cái hình góc bên tay trái ạ. Và chúng ta biết rằng là cái mảng năng lượng của Hà Đô thì được bắt đầu từ cái thời điểm hai cái nhà máy thủy điện đầu tiên là Nậm Phông với Gia Hưng, thì tiếp theo đó là các cái dự án thủy điện mới thì có hiệu suất sinh là có cái tỷ suất đầu tư khá là tốt so với các doanh nghiệp trong ngành. Hình hình số 7 thì em đã có phân biệt đấy, và cái trong trong khi đó thì thời gian xây dựng của các dự án này cũng khá là tốt so với các doanh nghiệp khác. Slide theo. Thì bên cạnh đó thì một cái dự án mà đánh dấu việc Hà Đô bắt đầu tham gia vào mảng điện mặt trời đó chính dự án Hồng Phong 4. Thì chúng ta thấy rằng là cái dự án này là đi vào hoạt động từ tháng 6 2019, tức là trước cái thời điểm mà 30 tháng 6 được cái giá FIT 39,35 sen cao nhất. Thì theo số liệu là đến năm 2021 thì cái hiệu suất sinh cái sản lượng điện và cái sản lượng điện được huy động của dự án đều đang khá là tốt, dao động ở mức khoảng 18 tỷ doanh thu hàng hàng tháng. Và đây là một hiệu suất khá là cao so với các cái nhà máy khác. Bên cạnh đó thì các cái nhà máy thủy điện của công ty cũng đang được huy động ở mức tốt cho năm 2020. Với cái hiệu suất huy động khá là cao thì do năm ngoái thì cũng chúng ta biết rằng cái lượng 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 mưa khá là nhiều. Thì em hy vọng rằng năm nay hiện tượng La Nina tiếp tục xảy ra thì cũng thể hỗ trợ phần nào cái sản lượng điện này sẽ tiếp tục được duy trì. Và cuối cùng là cái công suất của doanh nghiệp cũng dự kiến là doanh nghiệp đang nghiên cứu một vài các dự án tập trung về điện gió để mở rộng thêm cái portfolio về cái mảng năng lượng của công ty. Thì kế hoạch của công ty là sau trong 2023 sẽ nâng lên khoảng 700 MW, và năm 2025 thì sẽ nâng lên khoảng 1.000 MW. Thì cái này thì vẫn còn cái độ khả thi của cái dự các cái dự án mới này thì theo em đánh giá rằng nó vẫn phụ thuộc nhiều vào cái giá FIT mới mà đang hiện đang đã đang được thương thảo đang đang được dự thảo và nó chưa được chốt ấy. Nên là cái này hay là cái tốc độ tăng trưởng về nhu cầu điện của Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái độ khả thi của các cái dự án sắp tới. Vậy thì chị có thể tổng kết là cái phần năng lượng tái tạo ấy, bởi vì Hà Đô đã kiểu triển khai những thực tế thì các dự án năng lượng thì đều được đa phần được tài trợ vốn vay từ khoảng 70 đến 85%. Thì Hà Đô cũng như vậy, và họ cũng phát triển và có cái khoản tỷ lệ nợ vay của các ngân hàng thì khá lớn. Thì đây là áp lực tài chính. Là cái hiệu suất của các nhà máy năng lượng của Hà Đô khá là tốt. Thì em hy vọng rằng là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thanh toán cũng như là đảm bảo cái khoản sinh lời cuối cùng của công ty. Và một lợi điểm nữa của doanh nghiệp đó chính là cái việc cái lãi suất của các ngân hàng thì có xu hướng giảm trong khoảng 1 năm trở lại đây, và điều này sẽ hỗ trợ cho cái phần chi phí tài chính cũng như cái phần về hỗ trợ lãi vay cũng như cái vốn hóa vào cái tổng mức đầu tư của các dự án năng lượng công ty. Thì trong tương lai mà cái lãi suất này tiếp tục duy trì thấp thì cũng sẽ hỗ trợ phần nào năng lực tài chính của công ty. Vậy thì cái tình hình vĩ mô mà cụ thể đây là cái tình hình lãi suất ấy có thể một phần nào đấy support cho cái tình hình tài chính của Hà Đô trong thời gian này và có thể Vâng. trong tương lai nữa. Chính Vậy xác. thì chúng ta chuyển sang luận điểm tiếp theo, đấy là luận điểm định giá hấp dẫn. Với định giá hấp dẫn như thế này thì Trung có nhận định như thế nào? Vâng, thì hiện tại thì chúng ta theo giá hôm nay thì Hà Đô khoảng 39, và cái định giá của bên phân tích thì chúng ta thấy thì các bạn bên tay 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 bên phải tay trái thì có cái mức định giá ấy, thì em nghĩ là đây là định giá khá hấp dẫn, đặc biệt là cái mảng thị trường nó góp cao nhất sẽ là các mảng điện, có các cái dự án mà như em nói rằng là năm nay doanh nghiệp có thể nâng cao công suất lên khoảng gấp rưỡi và doanh thu có thể tăng gấp đôi trong năm 2020, thì đây cũng sẽ là cái phần đóng góp chính của doanh nghiệp trong tương lai. Và em lưu ý rằng là các cái định giá này thì bao dựa vào bất động sản thì bao gồm là đa phần là từ cái dự án Tram Villa,
Còn các dự án mà doanh nghiệp đã có trong đã sử dụng đất tuy nhiên vẫn chưa triển khai thì vẫn đang ghi nhận theo giá trị book value luôn, nên là nó có thể cái tiềm năng tăng giá của doanh nghiệp là đến từ cái việc mà các dự án này sẽ được triển khai trong thời gian tới. Và anh nhận đánh giá rằng là mức giá hiện nay trên thị trường Hà Nội khá hấp dẫn. Vậy với mức giá hiện tại là ngay kết phiên là khoảng 39 và với cái định giá của những sở khoảng 50 mươi upside phải khoảng 30% và dựa trên cái giả định rằng là mình định giá với bất động sản mình chỉ tính vào những dự án mà đang được triển khai mà tập trung vào đây là dự án trang villa đấy, với cả là phần thủy điện với cái VCM 10 năm thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là Hà Nội có thể là một cổ phiếu hấp dẫn với upside khoảng 50% thì cũng khá là ok so với các nhà đầu tư. Vậy thì chúng ta đã đi qua ba cái đợt điểm tích cực của Hà Đô và tôi xin phép điểm qua lại. Đợt điểm tích cực đầu tiên đấy là tỷ suất sinh lời ở chỗ so với ngành. Đợt điểm tích cực thứ hai đấy là tháng 5 công ty niêm yết có tổng công suất năng lượng tái tạo lớn nhất vào năm 2021 và đợt điểm tích cực cuối cùng đấy là định giá hấp dẫn. Và tôi xin phép chuyển sang phần ba đợt điểm tiêu cực để không đầu tư vào cổ phiếu Hà Đô. Ba đợt điểm này như sau. Thứ nhất đấy là vướng mắc pháp lý dẫn đến gián đoạn tiến độ triển khai dự án của Hoàng Bán các dự án bất động sản. Thứ hai là dự kiến lợi nhuận đi ngang với mức cổ tức không được hấp dẫn. Và cuối cùng là áp lực lượng vay lớn do nhu cầu huy động vốn để đầu tư vào các nhà máy dẫn đến lãi suất lên cao. Về cái luận điểm tiêu cực đầu tiên là vướng mắc pháp lý. Cái câu chuyện pháp lý này nó không phải là câu chuyện riêng của Hà Đô, đấy là câu chuyện là vướng mắc của cả ngành bất động sản Việt Nam rồi. Đặc biệt trong khoảng thời gian vừa qua ấy, thì đặc biệt với thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, hàng loạt các dự án bất động sản đã bị giả soát lại tính chất pháp lý và nhiều doanh nghiệp bất động sản phải liên đứng, có nghĩa là họ bị om vốn ở những dự án đấy nhưng mà vẫn chưa được triển khai và không biết khi nào mới có thể thu hồi vốn lại cho mình được. Hà Đô thì nó cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn đấy. Đặc biệt là có hai dự án lớn, dự án Hà Đô Minh Long và dự án Quy Lên. Cả hai dự án này đều hiện tại đều đang nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Về dự án Hà Đô Minh Long thì nằm ở Thủ Đức. Và theo như những thông tin chúng tôi biết được rằng là cái dự án Hà Đô Minh Long thì đang bị vướng mắc pháp lý ở phần là bởi vì quận Thủ Đức ý, thì nó mới được chuyển lên thành phố Thủ Đức từ đầu năm 2021 cho nên cái giấy tờ pháp lý nó sẽ còn mất một thời gian dài để process. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà hai dự án này sẽ không được triển khai ý, mà trong khi đấy hai dự án này hoàn toàn có thể là lợi nhuận trước thuế cho mảng bất động sản của Hà Đô, với dự án Hà Đô Minh Long khoảng 400 tỷ và Green Lane thì cũng khoảng 400 tỷ, có nghĩa là hai dự án này nếu mà được triển khai thì có thể đem lại cho doanh nghiệp khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Vậy nếu mà nó không được triển khai và doanh nghiệp vẫn bị vướng mắc pháp lý ở hai dự án đấy thì cái mảng bất động sản của doanh nghiệp hoàn toàn có thể hit một cú rất là mạnh khi mà Sanchosa và Chamila đã được book hết lợi nhuận rồi. Thì với luận điểm này thì chúng tôi thấy rằng là Hà Đô vẫn đang khá là bị vướng mắc pháp lý phần này. Thì với cái tình hình pháp lý hiện nay thì Trung có cái update gì mới không? Vâng, thì em cũng đồng ý với cái ý kiến này. Thì chúng ta đã biết rằng là các cái tiến độ pháp lý tại khu vực, đặc biệt là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã chậm trong 1-2 năm trở lại đây. Thì nhưng mà em cũng kỳ vọng rằng cái các cái vướng mắc này cũng sẽ được giải quyết trong năm 2021. Và theo em tìm hiểu, theo em được biết thì là hai dự án này của doanh nghiệp thì đều đã xin xong các thủ tục, tức là có các bước quy hoạch đến 1/500 rồi. Và đúng là như dự án Minh Long thì do Thủ Đức thì mới lên thành phố, mới lên thành phố nên là nó có cần phải một sự quy hoạch lại, nên do vậy mất thêm thời gian. Và cập nhật hơn một chút là dự án Green Lane thì doanh nghiệp có kế hoạch rằng là sẽ bắt đầu khởi công vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay 2021, còn Minh Long thì doanh nghiệp chưa chia sẻ thì có thể sẽ lâu hơn. Và như chị Giang đã nói rằng là cái việc hai dự án này không được triển khai cũng có thể ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là mảng bất động sản. Tuy nhiên rằng là thì em nghĩ rằng là chúng ta nhìn thấy rằng cái dự án chủ yếu mà ghi nhận trong 3 năm trở lại đây của doanh nghiệp là cái dự án Trang Villa thì sẽ đảm bảo được cái nguồn thu của mảng kinh doanh này sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều trong 2 năm 2021 đến 2023 trở lại đây, gần đây. Thì cái mảng kinh doanh của doanh nghiệp thì theo em là nếu mà có hai dự án này vào và thì sẽ giúp cho cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ tốt hơn thôi. Còn lợi nhuận của doanh nghiệp trong các năm tới thì vẫn sẽ được doanh nghiệp điều tiết để ghi nhận rằng là mức tăng trưởng ở mức ổn. Vậy thì theo cái update mới nhất thì chắc là update ở đại hội cổ đông ạ. Thì đúng, cái dự án Green Lane thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng là cái mức thắt pháp lý của dự án này đã được gỡ bỏ phần nào. Còn cái Hà Đông Minh Long thì có lẽ chúng ta vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa khi mà cái quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức có cái giấy tờ kiểu tính chất pháp lý nào ok hơn thì dự án
án Hà Nội Long Park thì kỳ vọng rằng là có thể được triển khai hoặc là được thi công vào trong năm tiếp theo. Chúng ta chuyển sang luận điểm tiêu cực thứ hai là dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm với mức tính tức không đủ hấp dẫn. Theo chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông vừa rồi thì ban lãnh đạo của Hà Đô đưa ra một cái mức kế hoạch kế hoạch kinh doanh 2021 cũng khá là đi ngang và thậm chí không có nhiều tăng trưởng. Và nếu mà theo dự phòng kế hoạch của bên lịch sử của công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct thì hiện tại doanh thu và kể cả lợi nhuận của Hà Đô cũng có khả năng sẽ đi ngang ít nhất thì trong 2-3 năm nữa. Vậy nếu mà hiện tại thì cái catalyst, cái key driver cho cái doanh thu lợi nhuận của Hà Đô trong những năm nay đến từ các dự án bất động sản như kiểu Central Sa và Chamila, và ngoài ra thì nguồn năng lượng đặc biệt là thủy điện thì đã được hưởng lợi từ cái hiệu ứng La Nina. Vậy nếu trong tương lai khi mà Hà Đô giả dụ cho trường hợp xấu nhất là không triển khai được những dự án mới và bốc hết doanh thu lợi nhuận của hai dự án đang triển khai đến du lịch Chamila và Central Sa và cái nguồn năng lượng thì sẽ không được hưởng lợi từ cái hiệu ứng La Nina này nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là cái doanh thu và lợi nhuận của Hà Đô có thể đi ngang trong một thời gian dài hoặc thậm chí là bị giảm. Và với mức cổ tức bằng tiền mặt hàng năm nằm khoảng 10%, có nghĩa lợi suất cổ tức đâu đấy khoảng 2% thì nó không đủ hấp dẫn nếu mà so với lãi suất banh nằm khoảng 5-6%. Thì với cái kế hoạch kinh doanh như thế này và cũng với cái cổ tức như thế này thì như chị, cá nhân chị thì chị hoàn thấy rằng là OK. Còn theo ý kiến của em thì em có đồng ý như vậy thôi, nhưng mà theo cái giác độ nhà đầu tư kiểu theo kiểu giá tăng trưởng thì Hà Đô có thể sẽ không đáp ứng được. Và em đính chính lại là cái trong AGM thì doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh ấy, lợi nhuận là đúng bằng năm ngoái luôn chứ không phải là cao hơn một chút gì cả. Còn đây là cái bảng dự phóng của phòng phân tích thôi, thì là em sẽ kỳ vọng rằng nó sẽ tăng trưởng khoảng 9%, và đúng là doanh nghiệp sẽ lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ đi ngang trong 3 năm tới. Và cái động lực mà có thể cải thiện được điều này đó chính là cái dự án Chamila mà nó có thể bán được cái giá tốt hơn, thì có thể doanh nghiệp sẽ ghi nhận được với cái lợi nhuận tốt hơn. Hiện tại thì em cập nhật rằng là Chamila có khoảng gần 400 căn, 370 mấy căn, và hiện tại nó đã mở bán được 174 căn trong hai đợt đầu tiên, và 164 căn đã được tìm đến chủ. Và trong các đợt mở bán còn lại, nếu mà các cái mảng dự án này mà giá bán còn tăng thì có thể sẽ cải thiện được cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Còn về hiện tượng Nila có ảnh hưởng gì đến cả kinh doanh không thì chúng ta biết rằng là nếu mà trong các năm mưa nhiều thì thủy điện được ưu tiên huy động, nhưng mà đi kèm với đó là cái giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng thấp, nên do vậy là mà trong cái ngược lại những năm mà mưa ít thì có thể là cái mức giá bán này cao hơn mặc dù sản lượng thấp hơn, thì gần như nó cũng sẽ bù trừ, mặc dù là đúng là La Nina thì doanh nghiệp sẽ có lợi hơn, đặc biệt là doanh nghiệp là có cái port về thủy điện khá lớn như Hà Đô đó. Thì còn em nghĩ rằng cái mảng điện thì vẫn sẽ là cái mảng mà ghi nhận các cái dòng tiền ổn định hơn, thì hy vọng rằng là cái lợi nhuận từ cái mảng kinh doanh này thì vẫn sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo một phần lợi nhuận tốt, còn lại thì tăng trưởng tốt hơn có thể sẽ đến từ các cái dự án bất động sản như Chamila. Còn sau năm 2023 thì có thể lợi nhuận doanh nghiệp cũng sẽ tăng trưởng trở lại nếu các dự án điện mới và các cái dự án của như mình đã đề cập ở trên là Minh Long, Thủ Đức hay là thậm chí là HH Dịch Vọng, hay là những cái dự án mà doanh nghiệp bắt đầu M&A gom quỹ đất, thì mới hy vọng là doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh với các khoản kinh doanh. Vậy thì trong tương lai thì chúng ta có thể kỳ vọng những dự án bất động sản có thể đem lại tăng trưởng về kết quả kinh doanh cho Hà Đô, và những cái dự án năng lượng thì có thể đem đến một cái mức lợi nhuận khá là đồng đều, kể là một cái mức định khá là bền vững cho kết quả kinh doanh của Hà Đô trong khoảng thời gian tiếp theo. Vậy thì tôi xin phép chuyển đến cái luận điểm tiêu cực cuối cùng, đấy là áp lực lượng vay lớn do nhu cầu huy động vốn để đầu tư vào các nhà máy dần lên số lượng khá là cao. Như chúng ta đã biết thì Hà Đô hiện đang đầu tư rất là nhiều vào mảng năng lượng và mảng năng lượng tái tạo, và về mảng năng lượng tái tạo ấy, thì cần rất là nhiều vốn, điều này dẫn đến việc mà cần phải huy động số vốn rất là lớn. Hiện tại thì nợ vay của Hà Đô năm nay tính đến cuối năm 2020 đã đạt hơn 6.500 tỷ, dẫn đến hiện số đầm về nằm khoảng 1.7 lần, khá là cao. Có nghĩa là vốn chủ, nếu mà tính kiểu mức nợ trên vốn chủ nằm khoảng 1.7 lần, nghĩa là một cái mức khá là cao. Nếu mà chúng ta nhìn vào sức khỏe tài chính của doanh nghiệp,
Vậy thì bước sang 2021 thì Hà Đô sẽ phải trả gần 850 tỷ đồng vay ngắn hạn và gần 550 tỷ đồng chi phí lãi vay. Đốt đấy nó nằm khoảng 10.000 tỷ, dẫn đến áp lực để duy trì dòng thu của Hà Đô để đáp ứng các nghĩa vụ và đảm bảo sức khỏe tài chính của công ty. Thì cái phần này thì như cái phần điểm tích cực ấy, chúng ta cần nói đến là cái ROE của doanh nghiệp khá là cao. Nhưng mà có thể hiểu phần rằng là cái ROE cao không phải là bởi vì doanh nghiệp sử dụng được vốn hiệu quả và bởi vì doanh nghiệp vay nợ nhiều có tỷ lệ nợ nhuận cao dẫn đến cái ROE cao. Vậy nếu mà so sánh cái chỉ số ROA thì chung là giá như thế nào? Vâng, thì cô đồng ý như vậy. Cải thiện rất là nhiều, một phần là do cái tỷ lệ đòn bẩy cao, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái ROA của Hà Đô vẫn đang ở mức khá trên 6% và đang được cải thiện trong qua các năm, nên đánh giá rằng thì rất sinh lời về về cái mặt tài sản của công ty vẫn khá là tốt, và tức là nếu mà không có nợ vay cao như bây giờ thì chắc là sinh lời nó vẫn ở mức tốt thôi. Vậy thì không nghĩa nếu mà chúng ta nhìn tổng quan lại thì dù không có nợ vay thì cái hệ số sinh lời của Hà Đô vẫn khá là tích cực đúng không? Ok, còn mình em bình luận một chút về cái tỷ lệ đòn bẩy. Thì bên em cũng có kỳ vọng rằng là cái tỷ lệ đòn bẩy của Hà Đô sẽ đạt đỉnh trong cái năm 2021. 2021 và sau đấy sẽ trả. Sau đó sẽ giảm dần, bởi vì là cái chúng ta biết rằng là doanh nghiệp cũng đang đầu trong năm nay thì doanh nghiệp trong đại cổ đông cũng kéo đề cập đến cái việc mà sẽ bổ sung thêm khoảng 210 tỷ thôi về có vay nợ trái phiếu. Còn lại thì các kế hoạch về cần đến vốn của doanh nghiệp như là bất động sản thì khoảng 1.500-2.000 tỷ về để em ấy quyết định mua mới, thì doanh nghiệp kỳ vọng rằng là sẽ cân đối được các cái nguồn bất động sản của doanh nghiệp hiện có, tức là bán từ Shangri-La và dành tiền cho các cái việc khác, các cái việc về mặt tìm đến nhất là bất động sản. Tức là em cho là một điều rằng là cái nhu cầu vốn của doanh nghiệp thì dường như là đã qua cái thời điểm mà cần đến đốt tiền nhiều nhất, và sắp tới thì các năm tiếp theo thì sẽ giai đoạn như là phải khỏi. Vậy thì vậy là tiếp theo thì áp lực vay của Hà Đô như là giảm đi vào năm 2025 đạt điểm cao nhất của sự đồng bảy đúng không? Vâng, vậy thì chúng tôi đã đi qua xong 3 lực điểm tiêu cực về Hà Đô và tôi xin phép điểm lại. Thứ nhất là mất pháp lý, thì thứ hai đấy là dự kiến kết quả kinh doanh đi ngang để lợi suất cổ tức không hấp dẫn, và cuối cùng là áp lực nợ vay lớn dẫn đến cái hệ số đòn bẩy cao. Vậy theo quan điểm cá nhân của Trung ấy, thì Trung cảm giác thì Trung có thể kết luận gì được, có thể cho vị nhà đầu tư kết luận gì về cổ phiếu Hà Đô? Vâng, thì em có đề cập trên là về định giá của doanh nghiệp thì so với cái tài sản với cả cái dòng tiền mà mình kỳ vọng trong tương lai thì bên em đánh giá vẫn là khá là thận trọng, thì hiện tại thì nó vẫn còn mức upside khá là tốt. Nên do vậy rằng em đánh giá rằng là nếu mà để về mặt đầu tư theo kiểu dài hạn thì Hà Đô khá là phù hợp. Còn nếu mà các nhà đầu tư mà kỳ vọng cái trường phái tăng trưởng thì Hà Đô có thể sẽ không phải là một cổ phiếu hấp dẫn. Còn định giá doanh nghiệp thì hiện tại thì như em có đề cập là upside cũng khá lớn, thì khá hấp dẫn với bản thân em nếu mà muốn đầu tư một cách dài hạn. Hà Đô thì hợp với những nhà đầu tư dài hạn hơn, còn với những nhà đầu tư mà kỳ vọng sự tăng trưởng ít nhất kiểu thì 2-3 năm sau thì Hà Đô có thể là một cổ phiếu không phù hợp với những nhà đầu tư có cái style như thế, có cái test như thế. Và chúng tôi xin phép chuyển đến phần Q&A, và nếu quý vị nhà đầu tư có câu hỏi nào liên quan đến doanh nghiệp liên quan đến cổ phiếu HVG thì hãy để lại comment cho chúng tôi ở cái phần livestream trên trang công ty cổ phần chứng khoán VNRX hoặc trung tâm tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán VNRX để chúng tôi có thể liệt kê câu hỏi. Chúng tôi có thể có lẽ câu hỏi và sau đấy giải đáp thắc mắc cho quý vị. Có một bạn là Vị Bang có hỏi một câu là mã này cách mua giá bao nhiêu là hợp lý. Với câu hỏi này thì chúng có thể trả lời không? Về phân tích kỹ thuật thì em nghĩ là em không phải sở trường của mình để phân tích ở đây cho mọi người. Về cái quan điểm cá nhân của em thì tiền hiện tại cũng có thể là một điểm tốt, tại vì doanh nghiệp cũng mức giá em đã được treo khá là lâu và cái mức upside kỳ vọng cho cổ phiếu khá là tốt.
Hiện Ninh Ngọc là thì hiện tại cũng đã là một thời điểm tốt. Còn là nhà đầu tư canh mua mức giá tốt hơn thì đương nhiên là cổ hơn, nhưng mà về kỹ thuật thì em xin không được bình luận. Vâng. Và để quý vị nhà tiếp không có câu hỏi gì mà quý vị có nhu cầu để chúng tôi có thể đưa ra những nhận định tích cực và tiêu cực về mạng quý vị tiếp theo, thì cũng mời quý vị nhà đầu tư có thể comment vào dưới luôn. Có một nhà đầu tư là Duy Phạm đặt câu hỏi là định giá của Hà Đô là 50.000 cổ phiếu, bây giờ là giá 38.000, vậy bao giờ thì mình sẽ được lãi như vậy? Em xin trả lời câu hỏi này thì là cái định giá doanh nghiệp thì em có trình bày ở trên là theo các phương pháp khác nhau, và mình sẽ tính tổng các phần của mỗi cái mảng của doanh nghiệp. Thì cái mảng về năng lượng thì mình đang kỳ vọng rằng là theo mô hình DCF, mình theo mô hình định giá DCF 10 năm. Do vậy các dòng tiền phải thu từng thu về doanh nghiệp trong tương lai thì đều đã được kỳ vọng. Và em hy vọng rằng là nên cho vậy rằng là em nghĩ rằng cái thời điểm mà các dự án này khi đi vào cái vận hành và hoạt động chân chu và được huy động lớn, hoạt động huy động tốt thì sẽ doanh nghiệp sẽ bắt đầu giá cổ phiếu doanh nghiệp sẽ bắt đầu phản ánh thôi. Còn chia sẻ về tại sao mà em nghĩ rằng doanh nghiệp tức là thị trường thì đang có sơn về Hà Đô, bởi vì là Hà Đô thì có danh mục về năng lượng tái tạo khá là lớn. Trong khi đó thì chúng ta biết là báo đài gần đây thì đã đề cập đến rất là nhiều trường hợp mà các dự án điện mặt, đặc biệt là điện mặt trời không được huy động. Đó thì đây cũng đang là một cái thông tin tiêu cực cho cổ phiếu của doanh nghiệp, và cái này là nó do cái đặc thù ngành trong năm nay thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại. Và hy vọng trong tương lai mà cái vấn đề này cải thiện thì giá cổ phiếu cũng sẽ được đánh thoại. Còn em bổ sung thêm một phần nữa là trong tương lai doanh nghiệp cũng trong đại hội năm nay doanh nghiệp đã xin ý kiến cổ đông về việc tái cấu trúc doanh nghiệp và thành lập mới một cái công ty về mặt năng lượng, và rồi Hà Đô sẽ nắm khoảng trên 90% vốn và vốn lên hiện tại khoảng 1.200 tỷ và làm chuyên mạng năng lượng của Hà Đô. Và cái dự án này thì em đánh giá là đây là một bước đi khá là tốt của doanh nghiệp để trong tương lai mà giúp cho doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc huy động vốn, tách bạch khỏi cái mảng bất động sản truyền thống, và sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm được các đối tác có năng lực tài chính tốt tham gia cùng mình để làm các dự án nữa. Thì kỳ vọng là cái mức định giá doanh nghiệp sẽ được đánh giá lại nếu mà cái doanh nghiệp cái công ty con này được liên kết trên sàn kinh doanh doanh nghiệp vào năm 2023. Nhưng mà quay trở lại rằng là đây là một cách khá là dài hơn, nên là cũng kỳ vọng trong tương lai thì nếu mà điều đó xảy ra thì cũng giúp cho Hà Đô được có mức định giá tốt hơn. Vậy thì cái IPO thì công ty năng lượng có thể là catalyst bật cho Hà Đô trong những năm tiếp theo đó. Tuy nhiên là cái phát rẻ hơn và hiện giờ vẫn chưa có một cái gì để quảng bá được clear, nên nhà đầu tư vẫn nên kiểu cẩn trọng về cái catalyst này. Vâng, và nếu nhà các đầu tư không có câu hỏi gì nữa thì chúng tôi xin phép kết thúc chương trình 1.360 tuần này. Tuy nhiên thì tôi xin khoảng 30 giây để nhắc lại lịch phát sóng các chương trình của trung tâm tư vấn đầu tư như sau. Thì hiện tại trong tuần thì chúng tôi có 4 chương trình. Thứ nhất là bàn đầu tư. Trong chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các ngành tài sản với thời gian vào 15:30 thứ hai hàng tuần. Chương trình tiêu điểm đầu tư chúng tôi sẽ nhận định theo ngành theo hai quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, và trong đó có stock picks trong ngành. Thời gian chúng tôi quay thì chương trình này là 18:30 thứ ba hàng tuần. 360 độ cổ phiếu là chương trình như hôm nay để phân tích một cổ phiếu với hai phương diện tích cực và tiêu cực, với thời gian quay là 15:30 thứ năm hàng tuần. Và chương trình mới nhất của chúng tôi là đối thoại với PM, có nghĩa là chúng tôi sẽ mời các PM trên thị trường đến chia sẻ triết lý và chiến lược đầu tư với thời gian là 15:30 thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra thì có thể tiếp cận và cũng có thể trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư, thì chúng tôi được tư vấn đầu tư có thành lập hai cộng đồng trên Facebook và Stockbook theo hai trình phái đầu tư và cơ bản kỹ thuật, vì đây là đầu tư thích sản tăng trưởng bền vững và phát tín hiệu trước thời cơ. Xin mời quý vị nhà đầu tư theo dõi và chương trình hôm nay đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại.